Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay em lên các mẫu dao thái, dao đã qua sử dụng, dao lóc và một ít đồ nghề ạ. Như mọi lần thì em có đăng video vào tối 7 giờ tối thứ 6 hàng tuần ạ. Tuần nào mà em bận công việc hay là có vấn đề gì không đăng được thì em sẽ thông báo. Anh chị bấm theo dõi hoặc là vào giờ đó anh chị vào YouTube hoặc là Zalo số 0967778967 thì để không bỏ lỡ những mặt hàng mà mình thích ạ. Anh chị mua hàng thì thanh toán thì em sẽ thanh toán với giá ghi cụ thể trên từng cây cộng ship ạ. Giá em ghi trên những cây là không có bao gồm phí ship. Anh chị chuyển khoản thì em free ship với đơn trên 300, đơn dưới 300 chuyển khoản thì cộng 15k tiền ship nữa ạ. Tất cả các dao em đều mài bén. Dao nhà em mài bén là lượng giấy luôn ạ. Với những cây dao mà lưỡi nó mài bén quá, lưỡi mỏng, mình hạn chế cắt vào đồ cứng thì nó lưỡi nó sẽ bén lâu hơn. Tại khi bén thì cái mỏng nó sẽ cái lưỡi nó sẽ mỏng. Anh chị mua dao về dùng cùng có thể gửi lại em mài, hoặc là mua đá bên em cũng có clip hướng dẫn mài dao luôn ạ. Anh chị xem, anh chị tự mài tại nhà. Mình mua cục đá mấy trăm, 300, 400, 500, 700 thì mình xài hoài nó lâu cùng lắm. Em xài một cục đá nha, em xài một cục đá mà mài biết bao nhiêu cây dao mà mài chưa hết nữa. Mã đầu tiên hôm nay là mã L42 ạ. Hôm nay lên từ mã L42 tới L82. L42 Nakiri của hãng đây ạ, tên hãng đây ạ. Cán gỗ khâu nhựa. Hàng thủ công ạ. Dạ lưỡi 16, rộng 16,5, rộng 5,1 xăng ạ. L43 500. Tên hãng đó ạ. Tên hãng như này. Cán gỗ khâu kim loại. Dạ lưỡi 15, rộng 5,5 xăng ạ. Thép carbon có rỉ nhẹ. Cái L42 cũng là thép carbon có rỉ nhẹ. L44 cũng thép carbon luôn ạ. 400. Tên hãng em chìm có rỉ nhẹ, cán gỗ khâu nhựa. Dài lưỡi 16, rộng 5,2. L45 cũng thép carbon luôn, của hãng Sankai ạ. Sankai. Cán gỗ khâu nhựa. Dài lưỡi 16,4, rộng 4,4 xăng ạ. Dao thủ công ạ. Ở dưới tới 0,3 mà trên còn chắc 0,05 xăng. L46. Tên hãng đây ạ. Cán gỗ khâu nhựa. Dài lưỡi 16,5, rộng 5 xăng. L47 350 thép carbon, cán gỗ khâu nhựa, da một lớp, dài lưỡi 16,1, rộng 5 xăng ạ. L48 420. Tên hãng đây ạ. Dài lưỡi 17, rộng 4,2.
của hãng SunGrab. Dao 3 lớp, lõi thép carbon ốp không rỉ, cán gỗ. Lõi nó lên tận trên này lận nha anh chị, cho nên dao Nhật nó mình xài nó bén hoài là vậy đó, tại cái lõi của nó lên trên chứ không giống như dao rèn nhíp xe hay là dao rèn ở Việt Nam mình thì người ta chỉ rèn cái lớp dưới thôi, thì mình sử dụng một thời gian thì nó sẽ không bén nữa. Còn cái này nó sử dụng lõi sử dụng thép tấm, nó ốp lên tận trên cho nên mình xài nó bén hoài. L49, cái này Damascus á, lõi của nó thép chắc là thép V10. Tên hãng em vệ sinh nó bị mất khâu liền. Cán gỗ 3 chốt dài lưỡi 16,8, rộng 4,4 cm. Cái này chắc là em thử lại. Cái này mài rồi mà để hơi lâu cho nên không được bén. Cái này mài lâu. L50 750 ạ. Cái này của Misono Handmade, thép Thụy Điển ạ. Ở phía sau này có rãnh chống dính ạ, trang trí cho cây dao. Cán gỗ khâu liền, da một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 17,8, rộng 4,4 cm ạ. Cán chỗ này có vết nào xíu. L51 650 ạ. Tên hãng khắc thủ công, khắc chìm. Da 3 lớp, lõi thép carbon ốp không rỉ. Cái đường vân của nó đây anh chị, rất là đẹp. Dài lưỡi 16, rộng 4,5. Cán gỗ. L52 550 ạ. Tên hãng đây ạ. Dao 3 lớp, lõi thép carbon ốp không rỉ, dài lưỡi 18,5, rộng 4,5 cm. Cán gỗ. Còn tem luôn. L53. Cây dao chép của Đức ạ. Của Đức một đặc trưng là cái chốt thì nó cứ bị bục. Nhưng mà cán gỗ thì đẹp chắc chắn. Dao Đất hai hình người ạ. Trong clip chắc anh chị không thấy được đâu, ở ngoài còn khó thấy. Ở ngoài để ý lắm mà thấy. Đây thấy. Em vệ sinh nó bay mất tiêu à. Jibulin HK. GA HK 520 ạ. Dài lưỡi 20, rộng 4,3, dày 0,3 cm. L54 350. Đây Jibulin GA HK đây. Hai hình người 350 ạ. Cán gỗ. Chỗ này nó cũng bị hơi bục xíu. Cán gỗ da một lớp thép không rỉ. Cái chỗ này là dính dơ. Vệ sinh ra. L55 320 ạ. Tên hãng khắc thủ công, khắc chìm. Da 3 lớp, lõi thép carbon ốp không rỉ, dài lưỡi 16,3, rộng 4,4 cm. Cán gỗ. L56 300 của Kai ạ. Dao đã qua sử dụng của Kai. Cán gỗ. Dài lưỡi 16,6, rộng 4,7 cm. Santoku ạ. Dao một lớp thép không rỉ. L57 dao đất một hình người ạ. GA HK International.
Da một lớp thép không rỉ, cán gỗ. L58. Da ba lớp loại thép carbon ốp không rỉ. Tên hãng in chìm ạ. Này là dơ. Dính gì trời. Và lưỡi 16,2, rộng 4,4 cm ạ. Cán gỗ. L59, da một lớp thép không rỉ ạ. Tên hãng in ạ. 280, cán gỗ. L60 900. Da ba lớp loại thép giấy xanh ốp không rỉ. Ở ngoài ốp có trang trí hình hoa văn rất là đẹp mắt. Hoa văn này là hoa văn in chìm nha anh chị. In chìm chứ không phải là laser. Tên hãng in chìm luôn ạ. Loại thép giấy xanh. Này in chìm luôn ạ. Dài lưỡi 17, rộng 4,7 ạ. Cán gỗ. L61 800 ạ. Tên in chìm đây ạ. Dài lưỡi 16,4, rộng 4,7 ạ. Giấy thép giấy xanh có dán ở cán ạ. Cái lớp ốp ở trên đó, cái này ba lớp ạ. Ở ngoài nó cũng nó kháng rỉ ít thôi, ở trong thì nó rỉ. Ở trong thì thép giấy xanh thì nó sẽ rỉ mạnh hơn xíu, ở ngoài thì nó rỉ ít thôi. Cái này là chấm chấm, này là hoa văn gọi là vân bụi ạ. L62 nó cũng giống như L61 anh chị. L62 nó còn cái màu đen là nhuộm của ông Rin của hãng đó nè anh chị. Cây kia hồi vệ sinh nó bị bay mất, y chang cái mọc bên sau nè. Dài lưỡi 16,5, rộng 4,5 cm. Hai cái mọc nè. Da ba lớp luôn ạ. Cán gỗ này cán gỗ em làm đó nha, không phải là em làm, em đặt làm á. Em đặt mua cán gỗ Bát Giá, gỗ rất là đẹp, mịn tay, đều tay. Ở khâu của nó cũng là gỗ luôn. L63 700 ạ. Này là làm hàng thủ công đặc biệt. Loại thép thì em không rành. Tên hãng nó in chìm luôn anh chị. Chỗ này hơi dơ tí, em vệ sinh sau ha. Vệ sinh bị sót. Cán gỗ nó có vết nứt chỗ này một xíu, ở bên đây vết nứt tới đây một xíu. Rồi. Chốt đồng ạ. Dài lưỡi 17,3, rộng 4,6. Da ba lớp loại thép carbon. Ốp không rỉ. L64 380 ạ. Tên hãng in chìm. Da ba lớp loại thép carbon ốp không rỉ. Cán gỗ ạ. Dài lưỡi 16,8, rộng 4,3 cm. Cán gỗ đây có vết nứt xíu. Có vết nứt một chút xíu ở đây. L65 300 ạ. Tên hãng in chìm, dao thép Nhật Bản. Cán gỗ. Dài lưỡi 18, rộng 4 cm ạ. L66 280. Cán gỗ.
do một lớp thép không rỉ dài lưỡi 16,8. Rộng 4,8 xăng. L67-250 ạ. Do một lớp thép carbon. Tay cầm truyền thống của Nhật ạ. Tên hãng in chìm. Dài lưỡi 16,5. Rộng 4,8 xăng. L68-250 ạ. Cán gỗ. Tên hãng đây ạ. Sau video trước nhìn thấy nó rõ, giờ nó mờ lại rồi ta. Dài lưỡi 16,5, rộng 4,8 ạ. Da một lớp thép carbon. Trời, 69 không? Trời, 69. Đây ạ. Nó cũng không được rõ như được trước vậy. Dài lưỡi 16,5, rộng 4,4 xăng ạ. L70 450. Tên hãng đây ạ. Tên hãng in chìm, thấp chìm. Do ba lớp lõi thép carbon ốp không rỉ, cán gỗ, dài lưỡi 16,2, rộng 4,4. Cái dáng này là Kritsukui ạ. Này là nguyên rin của nó nha anh chị. Ồ, chứ không phải em ấy đâu. Ồ, rõ rồi nè. L71. Dao lóc ạ, của cây kết ạ. Dài lưỡi 16, rộng 2,3, cán nhựa. Nơi cây này em phải. Vậy vậy? Bị dính bên đây nè. Nó hơi vướng này xíu. L72 500. Cây dao lóc dài lưỡi 20,5, rộng 3 xăng. Dài 0,3 xăng. Tên của hãng là Soligen Germany nha anh chị. Đức ạ. Cái dao lóc này nó bề dày của nó 0,3 xăng. Dài chắc tay. L73 dài 21 xăng. Cây này ở chỗ này nó có nối hàng nè anh chị, có nối hàng chỗ đây. 350 ạ. Tên hãng nè. Dao kéo. Kéo cắt cành. Kéo cắt tỉa. L74 350 luôn. Cây này cũng có nối hàng nha anh chị. Tên hãng nè. Dài 21 xăng. Cái chốt có thể tháo ra mài. L75 370. Cây này thì không có nối hàng. Cây này thì nguyên zin luôn. Nguyên zin 370 ạ. Dài 21 xăng. L75 nha anh chị. L
L76 370, dài 20 cm. Cây này do mới hàng lỗi, hàng này cũng hàng thường nha anh chị, không phải hàng nội địa, hàng thường, tên hãng nó bị phá ở đây rồi ạ. Thì cây này nó cũng bình thường thôi. Chốt vặn được. Hàng lỗi, lỗi cái chốt ạ. Mình lấy cái cây. Em test cây cho anh chị xem ạ. Cây đinh lăng. Cây đinh lăng thì nó cũng mềm thôi. Tại nhà em trồng rau thôi à, không có cây cảnh. L77 550 ạ. Dài tổng dài của nó là 18. Tên hãng đó. Tên hãng. Chốt của nó rất là chắc chắn. L78. Kéo các cành với thép xanh á anh chị, chữ thép xanh nè. Chữ thép xanh tên hãng đó. 650, dài tổng dài của nó 17 cm. Đây. Chốt. Cái ốc, cái lò xo nó em cảm thấy nó hơi yếu cái lò xo. Nó bung ra nhẹ á. Cắt nó. Cái đinh lăng mềm thôi. Để thì em test vậy thôi. L79 450. Dài của nó là 19,4 cm. Cây này cắt dăm. Tên hãng đó. Chốt vẫn được. L80 550, dài của nó là 20,2 cm. Kìm cặp xéo. Chỗ này hơi bẩn xíu. 550 nha anh chị. Ủa kìm cặp xéo khi cắt nó vậy à? Ngộ vậy ta. Ủa nó ra cái đường vậy à? Nó không được thẳng hả? Đấy anh chị, em không biết đâu. 550. Cây chiếc cành L81 150 ạ. Tổng dài của nó là 17 cm. Có tên hãng luôn ạ. Đây có tên hãng. L82 cây dao đi rừng, cây dao bỏ túi 350 ạ. Có tên hãng ở đây anh chị. Có tên hãng ở đây. Có tên Nhật ở đây, ở góc này nha. Biết mài chưa? Rồi, chưa mài. Nó hơi bén một xíu thôi. Chưa mài. Này còn một cái nữa nè. Kéo mấy cái này sợ đứt tay quá. Đây. Tên của nó đây ạ. 350. Nó có cái gốc này. Ở trong. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.